Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2022, nữ mạng sinh năm 1965, tuổi âm lịch 58 tuổi, sao Thái âm chiếu mệnh, mạng hỏa gặp mệnh kim là tương khắc, thiên can tuổi Ất gặp năm nhâm là bình hòa. Thông tin gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nữ mạng. Nữ giới sinh năm 1965 cẩm tinh con rắn, tuổi Ất Tỵ, có ngày sinh âm lịch tính từ ngày 2 tháng 2 năm 1965 đến ngày 20 tháng 1 năm 1966 âm lịch. Với thiên can Ất, địa chỉ Tỵ, mang ý nghĩa là xuất việt trì xà, rắn rời hang. Ngũ hành, hỏa, phú đăng hỏa, có nghĩa là lửa đèn to, tương sinh với mộc, tương khắc với thủy, cung mệnh nữ mạng là cung đoài. Quý bà Ất Tỵ sinh năm 1965 có vận số tốt nên sự nghiệp hanh thông, cuộc sống êm ấm, yên vui. Bản mệnh là người yêu cái đẹp và nghệ thuật, sân khấu, có tài ăn nói và tinh tế, khéo léo. Đường danh lợi của quý bà thành toại nhưng cần dưỡng tâm đức, năng làm từ thiện, không mạng thị phi và tranh chấp thì danh lợi về hậu vận mới bền vững, tích thêm phước đức cho con cháu. Năm nhâm dần 2022, tử vi tuổi nữ Ất Tỵ sinh năm 1965 sẽ trải qua một năm ra sao về mặt sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe? Mời quý bạn theo dõi bài viết dưới đây. Xem tử vi nữ mạng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2022 tổng quan. Tử vi năm nhâm dần 2022 cho thấy đây là một năm thuận lợi cho quý bà Ất Tỵ, gặp được nhiều mối quan hệ tốt và được quý nhân phù trợ, tài lộc vào nhà dồi dào. Tuy nhiên, sức khỏe trong năm nay cần được chú ý hơn, gia đạo cần nhờ nhịn nhau để tránh lời qua tiếng lại. Năm 2022, nữ mạng Ất Tỵ sinh năm 1965 bị ảnh hưởng bởi sao Thái âm là cát tinh chủ về vượng tài lộc và may mắn cho chủ nhân là nữ giới. Nhờ ảnh hưởng của sao Thái âm và vận khí năm 2022 của bản mệnh sẽ vô cùng tốt lành. Tuy vậy, do gặp phải hạn huỳnh tuyền nên quý bạn cần thường xuyên chăm lo sức khỏe của mình, tránh những buồn phiền âu lo về tinh thần, tránh xuất hành đi xa bằng đường thủy. Luận giải tử vi năm 2022, nữ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Phương diện sự nghiệp trong năm 2022 sẽ khởi sắc hơn năm 2021. Công danh như diều gặp gió, nguồn lợi được đổ về, tăng số dư giúp gia đình thêm phần no đủ. Mọi dự án, kế hoạch, sự nghiệp đều thuận lợi để thực hiện trong năm nay. Đặc biệt, nếu quý bà có đầu tư về đất đai thì cũng tăng sinh lời. 2. Tài chính. Con đường tài lộc năm nay vô cùng trôi chảy với quý bà Ất Tỵ. Nếu xuất tiền vào đầu tư nhà cửa, đất đai thì càng dễ sinh tài lộc. Trong năm 2022, cần cẩn thận đầu tư hợp lý để tránh phung phí, ảnh hưởng vào nguồn thu chi của gia đình. 3. Tình duyên, gia đạo. Gia đạo trong năm nay gia đình có nhiều mâu thuẫn, mỗi thành viên cần có sự cảm thông, thấu hiểu và tâm sự với nhau nhiều hơn để tránh hiểu lầm, tranh cãi không đáng. Bản mệnh khi gặp chuyện cũng không nên quá phiền lòng và lo lắng nhiều. 4. Sức khỏe. Chủ về sức khỏe trong năm nay chưa được tốt, do vậy bạn mệnh cần lưu ý quan tâm, tránh gặp phải những bệnh vặt như cảm cúm. Nếu mắc bệnh thì phải chữa rất lâu mới khỏi, cần đi khám bác sĩ chứ không nên giấu bệnh. Xem hạn của nữ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2022. Mời quý bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về vận hạn của nữ mạng tuổi Ất Tỵ trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng. Sao chiếu mệnh Thái âm là cát tinh, mang về bội thu tài lộc, quý nhân phù trợ sự nghiệp. Nữ giới được chiếu mệnh nhờ sao này vận số tốt đẹp, danh lợi lưỡng toàn. Nếu bạn đầu tư vào đất đai, nhà cửa thì tiền sẽ càng nhiều thêm. Bạn mệnh nếu có hành thiện, hướng thiện thì phúc phần dư dả, con cháu sẽ được hưởng phước. Nhờ vận khí tốt của sao Thái âm mà năm nay tài lộc của quý mệnh vô cùng hưng thịnh. Tuy nhiên, trong năm có xảy ra chút chuyện buồn phiền nên gia chủ cần tịnh tâm,
lạc quan trước sóng gió để mọi chuyện trôi qua. 2. Hạn tuổi. Hạn huỳnh tuyền nữ mạng Ất Tỵ gặp trong năm 2022, chủ về kỵ xuất hành đường thủy, cần chú ý về sức khỏe hơn, lấy sức khỏe làm trọng, những việc không phải của mình thì cần tránh, không nên tham gia vào. 3. Tứ trụ. Thiên lợi, địa lợi, xuất hành, ngoại giao của bạn mệnh trong năm nay là cát lợi, dự án làm ăn thuận lợi hành thông, có quý nhân phù trợ, gia đạo có nhiều tin vui. 4. Vận niên. Long đắc vũ, rồng gặp mây. Trong năm 2022, bạn mệnh có nhiều công việc lớn nhưng dễ gặp trắc trở, cần thận trọng, không nên quá tin tưởng và kiên trì sẽ gặt hái được thành công tốt đẹp. Trong việc xuất hành đi xa, công danh có kẻ gian gây khó dễ nhưng sẽ có quý nhân phù trợ. 5. Mậu hợp tuổi. Phong thủy ngũ hành năm 2022 nữ mạng Giáp Thìn được cát tinh là sao Thái Âm chiếu mệnh, nên dùng màu trắng, vàng ánh kim, xanh biển, đen sẽ giúp vận khí may mắn của bạn mệnh tăng lên. Tìm hiểu kỹ hơn về màu sắc đem lại may mắn và hợp với mệnh hỏa, tại mệnh hỏa hợp màu gì. 6. Hướng xuất hành. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thuộc cung Đoài, Tây Tứ Mệnh. Hướng xuất hành nên chọn các hướng sau: Tây Bắc sinh khí, Đông Bắc diên niên, Tây Nam thiên y, Tây phục vị. 7. Hóa giải sao hạn. Từ xưa, dân gian hay dâng sao giải hạn để hóa giải vận khí xấu. Tuy nhiên, để giảm nguy cơ vận khí xấu của hạn huỳnh tuyền, gia chủ cần tu nhân tích đức và làm nhiều việc thiện sẽ bù đắp vận may, phúc đức về sau. Khi gặp khó khăn hay chuyện buồn phiền, gia chủ cần giữ một thái độ lạc quan, tu tâm dưỡng tính và làm nhiều việc thiện thì mọi việc đều trôi qua nhẹ nhàng, êm xuôi. 8. Vận phẩm phong thủy. Năm 2022 này, quý bạn có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực do sao hạn gây ra. Vì vậy, nên sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt phật bản mệnh, vòng tay tự nhiên để giảm trừ vận hạn. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 được Phật Thổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh, mang theo mặt phật bản mệnh bên mình, tựa như có Đức Phật hiện linh, soi đường chỉ lối, che chở, giúp quý bạn vượt qua thử thách, công danh sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Quý bạn nên chọn mặt Phật làm từ đá mã não đỏ thuộc hành hỏa là hợp với bạn mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá thạch anh xanh thuộc hành mộc, bởi mộc sinh hỏa cũng rất tốt cho bạn mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!